Ok, hồi lên em. Hôm nay thì có con game này mới ra mắt bản demo nên tôi tranh thủ chơi thử luôn. Tôi cũng tải về rồi. Đây là một con game dạng xây dựng mà bối cảnh thời Hy Lạp á. Thời gì cổ đại, thời Ai Cập cổ đại á. Cái tên game nó nói về vấn đề là xây dựng kim tự tháp. Đây, thợ xây Ai Cập. Con game này đạt được cái lượng follow rất là cao. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Mặc dù coi cái gameplay thì thấy nó khá bình thường. Có điều cái văn hóa Ai Cập thì người ta vẫn đang tìm hiểu về nó nên chắc là điểm thú vị của con game thôi. Một game thể loại xây dựng sử dụng mà các ký tự mà Ai Cập luôn. Đây nè, gọi là chữ tượng hình á. Thì đến giờ người ta vẫn chưa biết cái kim tự tháp nó được xây dựng sao mà. Thì chắc con game này của người ngoài hành tinh tạo ra để thông báo cho chúng ta về cái cách thức xây dựng kim tự tháp thôi. Đây là cái lượt follow đó. Thì con game này đã lên ra mắt vào ngày 2 tháng 8 2019 ra cái bản tem phép này mà tính đến giờ là cũng gần 4 năm, hơn 4 năm vài ngày đó. Thì lúc ra mắt đã được 12.000 follow rồi, con số rất khủng khiếp luôn. Bây giờ nó đã 35.000 rồi đó, top 76 của wishlist luôn rồi. Vô được cái top 100 wishlist trên Steam là quá khủng khiếp luôn. Thì tôi cũng chơi thử con game này nó ra làm sao. Thì đã vừa mới tải xong, vô setting tôi sẽ giới hạn cái FPS thấp thôi. Sao mà nó không có đó, Borderlands. Ok, trời ơi, coi nó thiết kế cái giao diện menu nè anh em nhìn nè, cái đứa méo gì đây. Đây là thông báo của phiên bản latest thôi, anh em coi cái phần background nó làm sáng rồi nè. Design kiểu này là mù mắt luôn với những người mà bị lóa sáng rồi đó. Nào, anh em nhìn thấy mấy cái nút dưới đây nó chìm luôn không? Modeler chắc ăn ngợp rồi. Cái bản nhìn xa thì cao lên. Khử gần cưa không cần, bóng không cần luôn. Nó vẫn giữ mấy cái setting của tôi hồi mấy năm trước tới giờ luôn. Hồi đó thì con cạc tôi cùi lắm. Bây giờ cạc vẫn cùi nhưng mà nó đỡ hơn rồi đó. Rồi ok. Này là gì? Rồi, chúng ta vô game thứ hai. Ủa cái này là gì đây? Vui cái tìm kim tự tháp à? Nó có 4 mạng luôn nè. Độ khó thì nó chỉ quy định mấy này thôi. Chơi chữ thử thì dễ thôi. Tôi bật FPS để coi nó ổn định không. Trời ơi, chữ rồi kìa. Trời ơi, chứ tiểu thiết không nổi. Tôi chậm chậm cho anh em nào muốn đọc á, thì phao lại chụp hình này dịch. Thôi nhiều quá, thiết kế cái này coi bộ cũng được đó, vô thôi, mấy quan tâm đâu. Cái gì ta, tôi 53.000 chứ không nguyên vậy. Đây là nhiệm vụ của mình, lực của cái upper này mà. Thì nói chung là chiến thắng khi mình đầy đủ cái tài nguyên này. Cái này là đồ gốm, cái này là gạch, cái này chắc là cư dân á. Còn cái này là gì tôi không biết. Thì nói chung mình cần đủ 4 chỉ số này coi như là chiến thắng cái thử thách đầu tiên. Đồ họa thì anh em nhìn thấy làm sao? Đây là di chuyển, đây là zoom ra hết cỡ. Sao cái khúc này quay tới quay lui. Cái đường này giống cái đường biên giới hạn á. Tôi sẽ chỉnh lại phần âm thanh với mà đồ họa lên mức cao hơn. Ơi thôi em thích thôi. Cinematic thực ra là cái option tùy chỉnh trong Wind Guild á, nhưng mà nó không thay đổi nhiều, nó chỉ nặng hơn rất là nhiều thôi. FPS có về dưới đáy xã hội gặp VOZ không?
Ok, vẫn tạm ổn. Hơi giật tí nha. Góp liên tục luôn á. Bây giờ đồ quả đến mức gần như tối đa rồi đó. Nhưng mà vẫn không đẹp hơn bao nhiêu cả. Thì game anh guild mà anh em biết rồi đó. Anh guild tối ưu rất là khó luôn. Nhưng mà dôm vô cận cảnh thì nhìn nó vẫn xấu. Độ chi tiết cao hơn tí. Thì tôi để cái setting vừa đủ thôi. Thử để cao lên tí coi nó ra làm sao. Rồi, mức này đi, ẩn FPS nha. Rồi chúng ta bắt đầu game thôi. Bây giờ chúng ta còn học cái lực đầu tiên của game. Nó chờ cái bên phải này nè. Đây, hoặc là dùng cái nút mà cắt ở trên tab 3. Thì cái thời cổ đại á, ý tưởng về tiền tệ thì vẫn chưa được biết. Cái có giá trị thanh toán ở đây là bánh mì. À, mình xài bánh mì như cái đơn vị tiền tệ vậy đó. Rất đơn giản để trao đổi các tài nguyên, bạn có thể quan sát nó ở trên cái thanh top menu này. Sử dụng bánh mì trao đổi thu nhập thế. Thế thế bánh mì hả ta? Cái gì vậy nè? Ông nào thiết kế UX UI con game này vậy? Tôi lại mấy ông luôn đó. Hèn gì cái FPS nó dưới đáy xã hội. Dân làng thì cần biết cái con đường cho nó, chọn cái con đường. Nên nhớ cái tài nguyên được cơ bản nhất là cái tài nguyên nước. Con đường. Đây. Cái này là đường đó hả? Short code là chữ T. Cái dưới là không có short code. Chúng ta sẽ xây đường theo cái chỉ định của nó. Bắt buộc gì luôn hả? Thiết kế kiểu này sao mà dòm không nổi. Game 30k follow. Rồi ok. Làm cái icon với tên như thế này mà coi được. Trong khi thiết kế được cái bảng ngôn ngữ chữ tượng hình như thế này. Thật ra cái mũi tên này là không cần đâu. Người ta nhìn cái màu xanh này nổi bật hơn. Hoặc là làm mấy cái viền đậm lên tí rồi luôn. Bây giờ xây nhà dân. Nó bắt mình xây phải là đầy đủ hết đây luôn. Mỗi cái nhà dân đốn 15 bánh mì. Xây lạnh đồ nó không cho nữa. Decibility là cái chỉ số gì? Nhận được cái mail ở đây. Thì dân làng biết đến cái làng của mình rồi đó. Tiếp. Thì nên nhớ sẽ có cách là để phá hủy cái những công trình của mình đã xây để cân bằng tài nguyên lại. Bây giờ nhấn vào cái búa nè, đập bỏ mấy con đường. Bây giờ nhấn vào cái này, xây rồi là cái chậm cứu hỏa. Nó không cho mình chuyển camera luôn. Phải xây đúng chiều mới xây được. Rồi ok. Lưu ý là chạm cứu hỏa có ai cái gì icon gì à đây bấm vô mình sẽ thấy icon phía trên. Cái này viết dài dòng quá thì nó chỉ có phạm vi nhỏ trong cái đó là ổn định thôi. Những cái nhà trong cái khu này sẽ có tỷ lệ. Cái này tỷ lệ giấy hay là tỷ lệ giảm cháy vậy? Rồi mình cần phải là xây một cái nước kế bên đó. Đó. Kế bên chạm cứu hỏa có nước thì tỷ lệ cháy nó sẽ giảm xuống. Cái chổi là gì? Mỗi cái giếng thì sẽ cung cấp nước cho vài căn nhà này. Xây cái kim tự tháp là thấy chua chát quá vậy.
ở đầu xây cái nhà đất sét. Đây là cái nhà đất sét. Mỗi công trình thì phải yêu cầu có công nhân. Nhấn vào đây áp xét công nhân hả? Tháng 8 đủ không mà. Đầy đủ công nhân thì nó sẽ cho 100 cái sản 100% sản lượng nè, cái hiệu ứng á. Muốn có thêm công nhân thì xây nhà thôi. Đây là cái chuỗi dây chuyền sản xuất. Mình có thể dùng hai cái này để sản xuất qua cái bên đây. Này nhắn tin gì ta? Để chế tạo được gạch á, thì mình phải có là cái clay dọi là cái vữa cái voi gì á, tôi chả nhớ cái tên nó nữa, với mà cái gom. Chơi mấy game biết chữ clay như đạn đất nung đất sét vậy. Mình xây cái lúa nước thôi đó. Ở đây là cái nhà này là dạng như cái kho chứa stockpile bay. Và đây thì mình tiếp tục là xây một cái nhà đất nung để làm gạch. Ok chưa? Bên đây thì bắt đầu nung đất sét rồi á, rồi mình qua đây sẽ tạo thành cái gốm. Một vài công trình thì phải cần phải đặt ở một cái vị trí đặc biệt. Nước thì cần phải bui ở một cái gần cái con sông đó. Gỗ thì phải xây ở gần. Nên nhớ cái công trình thì nó chỉ là đơn lẻ trong một cái chuỗi sản xuất để kết nối với những con đường. Sử dụng cái tốc file này, đây. Cái tốc file chính này. Nhờ cái gan ghi công nhân này không? Thì nói chung phải giữ con đường kết nối với nhau. Cần phải có lương thực cho mỗi cái căn nhà. Chờ cái nhà. Sao sao có mặt bí sĩ gì vậy? Rồi tiếp đi, bây giờ xây một cái bãi câu cá. Ở đây thì dạng như cái nhà bếp vậy. Rồi đây thì thực phẩm từ trong cái khu nhà bếp này sẽ phân phối ra các bà già. Bà già là cái méo gì? Giống như nhà chế biến cá vậy đó hả? Đây. Xây cái trạm giao thương để mà giao dịch với trên cái bản đồ thế giới. Rồi bấm vô cái bản đồ thế giới đây. Vào. Mình là cái chỗ tên gì ta? Những cái dấu ích này thì không thể giao thương với nó. Đây, Our City là cái nhà của mình đây. Cạnh thằng Enu đằng sau với Debbie. Thì mình có thể giao thương với tí nị này thôi. Lít vào cái icon có khuôn mặt này á. Để giao thương với nó. Chọn cái mà giao dịch. Mở cái tuyến đường giao thương thì sẽ tốn 200 bánh mì. Rồi ok. Nhấn vào cái icon giao dịch. Tuyến đường giao dịch đã được mở, bây giờ lúc này cha đời ship nó sẽ đi đến theo cái đó. Thì nói chung mình có ba bốn cái chức năng rồi, hoặc là không làm gì, nhấn vô đâu enom komi icon là cái icon nào. Đây là cái phiên bản beta, có thể có rất là nhiều cái bug đi kèm nên không phải là bản cái chất lượng tốt nhất. Cái này là cái mối quan hệ với của mình. Này cấp độ trao đổi. Mình muốn mua. Ấy. Nhấn vô sao ta? À đây, bên cái thẻ này là cái thẻ mà
dạng thống kê tài nguyên của mình, cái kinh tế. Thì cái sản phẩm tốt nhất để mình có thể sản xuất và trao đổi bên Abydos á là cái cục gạch. Gạch này thì dân VOZ rất là nhiều luôn. Thì bấm vô đâu? Bấm vô bên phải này hả? Khoan, chưa hiểu cho lắm. Bấm vô thấy thay đổi gì đâu. Tập trung vào cái nhiệm vụ gọi là cái điều kiện để chiến thắng, để chiến thắng thôi. Giá cả nhấn vào cái điều kiện chiến thắng, là cái điều kiện này là của mình, sản xuất được 500 gạch, thu nhập được 100 cái bình gốm. Đây là cái lực cơ bản của game, để biết thêm thông tin chi tiết thì sau này còn nữa. Rồi rồi giờ bấm vô cái này để trở về. Để tăng cái độ mà hảo cảm, cái độ mà hài lòng. Mình còn thấy vui cái hàng xóm đó, cho cái hàng xóm nó có cái đó đó. Chết từng cái nhà rồi, nếu nó sẽ yêu cầu cái gì. Cũng không hiểu cho lắm. Dấu chấm than này là gì? Coi như là chỉ số mà này là hảo cảm của nó hơi bị thấp. Giờ mình làm cái gì? Thì chúng ta thích cá nên cứ câu cá thêm. Nước có hồng, nước rồi, nước cá đây, nó chỉ giới hạn như vậy thôi hả? Mình xây thêm đường có được không? Không, nó không cho tôi xây thêm chỗ câu cá này. Game câu cá là niềm vui, là niềm hy vọng của người ta mà lấy giới hạn. Nâng cái nhà lên thì cần màu trắng này là xây được không? Ủa game còn chạy không vậy? Chim còn bay kìa, mấy dân đó rồi. Đấy. Tôm nhầm đấy. Ở đây có mấy cái dòng đỏ là gì đây ta? Mở lộ ra trước đã. Có một cái mèo nè. Chó hay sao? Đọc rồi mà. Game nên tự đúng sếp. Trời, cô giáo biết làm gì đó. Sống thấy dân là làm việc chứ gì. À, thấy là nó đang kéo xe nè. Cái nút này người ta để cuối cùng không để đi, để ngay đây không nổi. Chạm cứu quả nhà kho cái xưởng ra thế giới rồi cái này. Tuy nét này thân thiện như mình thôi. Nó đang muốn mua gạch 2.800 cục gạch, trăm sáu mấy ổn mì.
Giờ ông lấy xây thêm nhà dân, mở gộ lộ ruộng lúa ra nữa. Chân ở đâu vậy bay? Này con đà điểu. Ở lấy hình đà điểu ngoài lắp vô luôn rồi. Chúng tôi sẽ nhào. Ok, tiếp về căn nhà nữa. Chính giữa là cái gì ta? Nhà này 5, nhà này 7. Rồi có chạm cứu hỏa đây. Xây thêm cái ruộng lúa nữa không? Tài nguyên mà phải dồi dào. À, lúa nó có cái loại giới hạn đây nữa. Cái đầu tiên này hơi lệch thôi nè. Bắt dần đi làm nông, lúa nhiều nên không có đói đâu. Rồi, ok. Chúng ta sẽ nói cái trục giao thông từ dưới này lên trên luôn. Thì ít nhất là 4 ô nữa. Có ai đi làm không? Dân ít quá. Thêm dân nữa thì sợ thật không đủ. Bỏ bớt đi. 2, 4, 6. Tôi muốn câu cá cơ. Sao nó dân báo mình không công cái gì ấy? Cái giếng nước không tới à? Dân mình có 102 mạng nè. Tốc độ game chỉnh đâu? Làm sao ruộng lúa nước này không ai xuống đây làm việc gì vậy? Quê giờ không mạnh. Tối ngày tụ tập ăn chơi đây mà không đi làm việc. Chuyển xích gạch là cái nhà này. Đây, cái nhà kế bên cái nhà đó. Này sẽ xây một cái kho nữa. Này nhà đá vôi. Đá vôi thì xây trong cái vùng xanh này.
mới có hiệu suất. Nhà này nung gốm. Ok. Chúng than gì đây? Hết dần hả? Chắc bỏ bớt hai cái ruộng lúa nữa quá. Dần bên đây đi. Hình như là hơi sát quá. Sát quá chứ nó không chịu đâu. Game này thấy không vui rồi đó. Đâu có cái con đường xẻ ngang gì nè, làm lệch lạc mất mỹ quan thẩm mỹ quá. Bên này phải có một cái giếng nước nữa. Nước khô cằn quá ta. Rồi ok, hai cái giếng nước. Đây đây. Cái gì đây? Cái mà kho của mình, hai cái kho đều đã vui hết hả? Là nó chưa xây cái kho đây. Tài nguyên nấy đã hay nãy giờ không thay đổi gì hết. Mấy mình xây đây là cái gì đó? Nhà này là cái nhà gì không nhớ luôn. Dạng như nhà phân phối thực phẩm vậy. Nó giống cái chợ trong mấy game khác á. Cứ báo vui rồi sao? À, cái kho ở đây nữa mà. Không có dân làm. Game này tôi chả biết làm gì nữa luôn. Nó chỉ xây được cái nhà đúa với cá, một cái giếng nước, ba cái nhà chế biến. Mấy con còn lại chưa có mở. Cây cỏ hơi ít nên muốn phổ biến thêm nhà dân cũng cực á.
Mình nói đường qua đây đúng không ta? À, 7.400. À, được 300 gạch nè. Thiếu người quá nhiều. 160 dân nè. 180 dân à. Nhiều nhà mà dữ vậy đó. Tỷ lệ cháy hơi cao. Biết sau này có lên được mỏ đá hay gì không nữa. Này là giới hạn cái lương thực bỏ vô thôi. Hai trăm mấy dân ngồi đó. 34 công nhân nè. 34 công nhân có khả năng làm việc. Tụi mới ra đó. Nhưng mà ruộng giống bỏ hoang là sao? Từ bắp vô gom, không có công nhân luôn. 35 công nhân à, thì làm việc đi chứ bay. Sao tôi không thấy à, đây gom vô mới thấy, gom xa ra mấy dân nó mất à. Nhìn mấy cu ly nó chạy chạy chơi thôi. Đó giờ dôm ra vẫn thấy dân nè, sao đi chậm vậy, làm nhanh lên. Chiến thắng thì mình đủ 600 rồi, còn lại thiếu gạch. Ủa gạch bây giờ không lẽ không có nhà nào có đây gạch đây. Từ gom gã với hai cái cục mà voi thì ra gạch. Nhiều tài nguyên phát đấy chứ. Sao mà không ra gom nữa ta? Làm thám dân nè. Sẽ xây một cái nhà kho chỉ để mà chứa gom thôi. Này là sao? Nó bỏ 200 cá rồi, 300 cá rồi. Mà nó không bỏ gom vô. Bật hay tắt? Bây giờ tôi đang chả biết là mình đang bật hay tắt nè. Đây có 100 gom vô nè. Phải đây không? Nó lại bỏ một đống đồ khác vô nữa. Nó không bỏ gom gạo vô. Vì cái nút này là cái méo gì ta? Sức ga nhập vào 200. Bình gốm 200.
Game hướng dẫn viết cho nhiều chữ vô mà chả hiểu nó quái gì luôn. Bây giờ không biết cái nút này đang on hay off nè. Người ta làm cái dấu chép, cái ô vuông cái dấu chép đi. Dễ hiểu hơn không? Đi thiết kế cái nút này. Trong khi thời tiền sử nó làm gì mà có cái nút nguồn rồi được. Cái ký hiệu forward là ký hiệu của số 1 với số 0 á. Tại vì cái mã nhị phân số 1 số 0 là viết chồng lên mới thành cái dấu này. Đi đúc vô game hồi xưa. Cũng chả hiểu được tại sao luôn. Bây giờ tới ba cái nhà kho này. Nó chưa gầm ra cục gạch nào luôn. Cục gạch thì làm ra từ cái gì ta? Rồi gạch nó đi sức đấy anh. Nút bên này là cái gì? Export là sao? Bấm máy này nó không có chắc trao đổi gì hết. Này là mua, này là bán, này là xuất ra. Thắng luôn rồi. No, nếu chơi đến game này không được như tôi mong đợi rồi. Rồi chắc chơi thử nhiêu đây thôi. Tại cái bản này lay test à, demo à. Tôi không biết phải demo không hay là nó lay test riêng nữa. Hiện tại nó có bốn cái chế độ chơi nè. Thôi, nhiêu đây thôi. Nói chung là chơi sơ qua chưa biết con game như thế nào. Thiết kế thì anh em nhìn cái background nó sáng chói rồi nè. Không có hiểu ông nào nghĩ ra được cái ý tưởng rồi luôn. Đây, vô trong option thì mấy cái nút này nó bị tích luôn. Cái dòng chữ dưới này đố anh em đọc được luôn á. Chọn cái cảnh sa mạc thì chọn cái kim tự tháp ở ngoài đi cho nó đẹp không? Đi quất cái này trời ơi. Rồi thôi ok bye bye anh em. Chơi thử game cho biết thôi. Chứ thấy nó không như kỳ vọng cho lắm. Anh em nào thích thể loại xây dựng thì có thể thử qua đó. Đây, game này tên là cái kim tự tháp gì đó. Đây, xây dựng một cái kim tự tháp. Công nhân xây dựng, anh em nào làm phụ hồ á, thì rất hợp game này. Tôi thì dân bốc vác này nên nhìn cũng quen lắm. Chỉnh trailer thì anh em thấy cái màu sắc nó tươi hơn rất là nhiều phải không? Thực ra là chỉnh sửa render cho này. Nhưng mà con game này đạt được cái số follow khủng khiếp như thế này hơi bị khó tin. Ok, bye anh em.